Hoa Lan của mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên khách hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú, đây là một cái mặt hoa dendro chớp ha cô chú. Và đây là chớp bẹp ha. Hoa này là cái mặt hoa của nó là hoa màu đỏ đậm nha cô chú, rất là đậm luôn á. Mình nhìn ở ngoài rất là đậm, do trong clip thì nó có ánh sáng nên nó không được đậm lắm. Đó. Và cô chú nhìn cái mặt chớp này là cái mặt phía sau của nó là cô chú rất là đẹp luôn ha. Mặt trước cái mặt sau đều rất là đẹp, rất là màu này là con nói là màu đúng ác luôn á, rất là đẹp ha. Và hoa của nó cực kỳ thơm nha cô chú. Đây là một cái dòng dendro chớp bẹp nè. Nó vừa hoa đẹp nè, vừa xiên hoa, sai hoa. Và giá của nó cũng rất là mềm ha. Đồng giá là 250.000 một chậu bao ship nha cô chú. Đây là dendro chớp bẹp ha. Mặt hoa rất là đẹp, một cái dòng hoa chớp mà nói chung là ai cũng rất là thích nó. Và cái mặt hoa chớp này nó chớp luôn cả lưỡi nha cô chú. Chớp luôn cả lưỡi luôn nè, nó rất là đẹp. Hoa này là màu đỏ đậm nha cô chú, và hoa rất là đẹp. Cái mặt sau nó cũng chớp rất là đều ha. Và cái cây này á, nếu mà cô chú mình trồng đạt á, cây lớn cây khỏe thì có thể cái bộ hoa sẽ dài lên tới là tầm khoảng cỡ 40 đến 50 cm. Nó dài như bên sudai đó, mặt hoa rất là dài và hoa rất là thơm ha. Đây là chớp bẹp cho cô chú, mặt hoa chớp rất là chuẩn luôn, rất là rõ. Chớp luôn cả mặt sau ha. Đó, dendro chớp bẹp. Và giá của ngày hôm nay thì bên hàng bên con đang bán là 250.000 một chậu. Cây này là cây thuần đã bắt đầu xuống rễ rất là khỏe nha cô chú, đồng giá 250. Và hoa của nó là cực kỳ thơm luôn á. Và sau đây cũng sẽ giới thiệu cho cô chú mình xem cái hình cây của nó. Và đây là cái hình cây của dendro chớp bẹp bên con nha cô chú. Nè, nói chung là đang xuống rễ hết trơn rồi, đang bắt đầu xì rễ ra rất là khỏe ha. Đây là dòng chớp bẹp nha cô chú, cây rồi, mặt hoa này cực kỳ đẹp luôn á. Đó. Cái kích thước thì tầm là khoảng từ có 20 cm trở lên nha cô chú. Kích thước là tầm khoảng 15 đến 20 cm trở lên nè. Và cây này cũng đã bắt đầu lên mầm rồi. Và số lượng nó cũng không có nhiều nha cô chú, khoảng tầm cỡ chưa tới 10 chậu nữa, rất ít hàng. Hàng này là hàng thường đang xuống rễ và mất ngủ vẫn còn đầy đủ nha cô chú, mất ngủ rất là sáng luôn á. Đây là chớp bẹp ha, mặt hoa cực kỳ rõ và hoa của nó rất là thơm luôn. Và nói chung thì bên cái hàng cái dòng này rất là dễ hoa. Và khi mà cây đứng ngọn như vậy thì sẽ cho hoa được nè. Nên các cô chú mình cứ về mà mình chờ đứng ngọn thì mình sẽ bắt đầu cho hoa thôi. Coi như mấy cái thân này là đang chuẩn bị hoa hết rồi nè cô chú. Đồng giá là 250.000 một chậu bao ship ha. Cô chú mình thích thì mình cứ nhanh tay sưu tầm. Tại vì cái mặt hoa này rất là đẹp và hoa của nó cực kỳ thơm ha. Giá thì nói chung là khỏi bàn tới rồi, giá rất là mềm ha. Và số điện thoại bên con đó là 0908 846 804. Thân của nó rất là mập nè cô chú. Và địa chỉ cửa hàng Hoa Lan nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Đây. Mấy cái mầm này nhú lên rất là khỏe ha. Và cửa hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú. Đây là dendro chớp bẹp nha cô chú. Một cái mặt hoa chớp rất là đẹp luôn á, chớp bẹp. Giá của nó là 250.000 một chậu.